Năm 2022, xã vùng sâu Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc đã về đích sau hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới. Diện mạo xã có những chuyển biến rõ rệt với hệ thống hạ tầng cơ sở ngày càng khang trang, đời sống người dân từng bước được cải thiện nâng cao. Đây là những kết quả nhờ sự nỗ lực, quyết tâm phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, khơi dậy tinh thần đoàn kết và đồng thuận. Và chúng ta đều khẳng định và ghi nhận là nhân dân xây dựng là chính, nhà nước chỉ hỗ trợ, cấp ủy chính quyền thì mang tính định hướng hỗ trợ cùng phối hợp với các ngành để chúng ta cũng triển khai thực hiện. Thì hơn 10 năm tổ chức triển khai xây dựng nông thôn mới với sự nỗ lực và cố gắng của cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Lỗ Sơn cũng đã đạt được những cái thành tích nhất định. Bộ mặt nông thôn mới đã có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của người dân thì ngày càng được nâng lên. Đơn đường ngày xưa thì đi rất là khó khăn, bây giờ thì có cái đường mới này đi ra ruộng hay là đi vào nhà cũng tiện rồi, không như ngày xưa nữa. Các hộ đã chơi được nhà cửa trang trang, thật đẹp rồi. Từ có nhà có xe máy rồi có tivi tủ lạnh rồi các thứ rồi cũng là tăng đầy đủ rồi thì bà con rất là mừng. Khi có cái tuyến đường này thì thứ nhất là rất là thuận tiện cho bà con nhân dân để giao thương hàng hóa, cái thứ hai nữa là mùa vụ đi lại cũng dễ dàng trong cái góc độ để phục vụ cho đời sống lâu dài của bà con nhân dân. Lỗ Sơn là xã vùng sâu của huyện Tân Lạc, cách trung tâm huyện 20 km về phía tây nam. Tổng diện tích đất tự nhiên là 1.647 ha, được chia thành 6 xóm với 815 hộ và 3.714 nhân khẩu. Dân tộc Mường chiếm 82%. Kinh tế thu nhập của xã chủ yếu từ sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản và dịch vụ khác. Năm 2011, khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, Lỗ Sơn chỉ đạt 4 tiêu chí: hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường chưa đồng bộ. Đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. Năm 2016, qua rà soát, tỷ lệ hộ nghèo chiếm đến 43,6% theo nghèo đa chiều. Thu nhập bình quân của người dân mới ở mức 18,2 triệu đồng trên người trên năm. Trên cơ sở phân tích, thấu tình, đạt lý và quán triệt sâu sắc quan điểm, xây dựng nông thôn mới, cốt lõi là nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện, xã Lỗ Sơn đã triển khai một cách quyết liệt, tập trung, thực hiện bằng nhiều giải pháp cụ thể, phù hợp với thực tiễn địa phương. Đặc biệt, khơi dậy được tinh thần đoàn kết, đồng thuận trong nhân dân. Đảng ủy xã Lỗ Sơn cũng luôn xác định xây dựng nông thôn mới là một cái nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm và thường xuyên. Chính vì vậy mà Đảng bộ xã đã tăng cường cái sự lãnh đạo của Đảng để tạo cái sự đồng thuận, đoàn kết trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đảng ủy xã Lỗ Sơn đã ban hành các cái nghị quyết để lãnh đạo chỉ đạo chuyên đề về nông thôn mới, đồng thời là kịp thời kiện toàn ban chỉ đạo, ban quản lý xây dựng nông thôn mới từ xã đến xóm, để tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện, có sự phân công cụ thể rõ ràng cho từng thành viên, từng bộ phận để chủ động cái nhiệm vụ chính trị của mình. Căn cứ vào cái chức năng nhiệm vụ và sự phân công của ban chỉ đạo thì chúng tôi đã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể phối hợp với ban quản lý các xóm thực hiện các cái tiêu chí ban ngành đã được phân công, tận dụng nguồn lực của địa phương và huy động tiềm lực của bà con nhân dân với phương châm là nhà nước và nhân dân cùng làm. Chỉnh trang đường làng ngõ xóm, tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Quá trình thực hiện để nhân dân thấu hiểu và đồng thuận, xã Lỗ Sơn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đồng thời phát huy sự gương mẫu, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, các ngành đoàn thể, chi bộ, ban quản lý xóm, trường học, triển khai thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, huy động sự vào cuộc chung tay xây dựng nông thôn mới của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Và ở xóm thì cũng có cái câu lạc bộ xanh, mô hình gọi là
gia đình tự quản, tự giác là hàng tuần là vệ sinh quét dọn, phối hợp với nhà trường để cho các cháu học sinh tham gia vào các cái ngày thứ bảy, chủ nhật đi vệ sinh môi trường xung quanh cái trục đường chính của xã. Cũng đã xuất hiện một số mô hình như là mô hình hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp mà hiện nay đã được tỉnh công nhận cái sản phẩm là Việt Gáp. Những cái mặt đường khang trang này là của nhân dân, người ta hiến đất, hiến công, rồi nạo vét kênh mương, rồi là phát quang, dọn dẹp nhà cửa, trang trí khuôn viên nhà văn hóa và một số các hoạt động khác hưởng ứng cái phong trào để cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới, trong đó có xã Lô Sơn và của cán bộ và nhân dân xã Múi. Như vậy người dân đã hiểu và phát huy vai trò là trung tâm, là chủ thể của chương trình này. Những con đường được nối dài, mở rộng trên chính mảnh đất của người dân. Và khi hoàn thành, người dân được đi lại thuận tiện trên chính con đường ấy. Đơn cử là đường trục xóm Úi có độ dài gần 1,8 km. Đi qua cánh đồng này, trước đây chỉ là đường mòn, rộng gần 2 mét. Nhờ nhân dân ủng hộ, tự nguyện hiến 3,5 hectare đất ruộng, nay đang được mở rộng 10 mét và đang trong quá trình san ủi, bê tông hóa. Thì chưa được có cái tuyến đường này thì ngày xưa là đi lại cũng rất là khó khăn, mà nó bé không lọt được cái xe công nông, nhưng mà đến giờ phút này nó to đẹp như này thì bà con nhân dân cũng rất là hưởng ứng. Và hai nữa là cái tuyến đường này nó phục vụ lâu dài, không những là đời con đời cháu mà còn là rất là lâu dài nữa, cho nên là cá nhân bản thân cũng suy nghĩ là cũng tuyên truyền vận động gia đình, thứ nhất là mất một chút đất nhưng mà lợi ích sau này của mình cũng rất là lâu dài. Mới đầu là cũng chưa hiểu hết, nhưng do sự vận động của các ngành đoàn thể và những hội gia đình xung quanh đó, là gia đình cũng hiểu được cái tinh thần đó, là gia đình cũng hiến đất cho quê hương đó. Lời tâm sự mộc mạc chân thành của ông Phường một lần nữa khẳng định vai trò của người dân trong việc xây dựng nông thôn mới. Về với quê hương Lỗ Sơn hôm nay, đầu đầu cũng bắt gặp sự hồ hởi, phấn khởi của người dân. Gia đình chị Bùi Thị Cúc ở xóm Tân Lập cũng nhờ có con đường bê tông mới làm mà việc xây dựng ngôi nhà sàn mới và canh tác nông nghiệp dễ dàng hơn. Tiện lợi nhất của mình là có đường đi, đi ra ruộng với là đi vào nhà nó cũng tiện, không như ngày xưa vất vả lắm, không có đường đi đâu. Trời mưa gió thì đường thì nó đi hơi khó khăn một tí, bây giờ thì rất chỉ là cảm ơn rồi, có đường đi ấy. Qua các hoạt động cụ thể, bà con cũng nhìn thấy được cái hiệu quả từ cái chương trình nông thôn mới đem lại, thì bà con rất là hưởng ứng, tinh thần bà con là hồ hởi, phấn khởi, thì đường xá đi lại một cách nó thuận tiện, vật tư phân bón các thứ thì bà con cũng thể là vận chuyển đi lại nó dễ dàng, qua đó thì nâng cao cái chất lượng của sản phẩm cây trồng cũng như là vật nuôi, hàng hóa cũng được tiêu thụ một cách nó dễ dàng hơn và giá cả thị trường nó cũng được nâng lên. Theo thống kê, nhân dân đã tự nguyện hiến hơn 24.144 m2 đất để làm đường giao thông, thủy lợi và các công trình hạ tầng khác. Hiện có 100% tuyến đường xã, đường liên xã với 4,6 km được bê tông hóa, 22,38 trên 24,63 km được trục xóm, liên xóm được bê tông hóa, 4,36 trên 6,55 km đường ngõ xóm được bê tông hóa. Đường nội đồng hiện đã có 3,05 trên 5,06 km được giải cấp phối. Số kênh mương được kiên cố hóa đã thực hiện đạt 64,2%. Trên địa bàn xã có 5 hồ đập cơ bản đáp ứng nhu cầu tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, những năm qua xã Lỗ Sơn xác định xây dựng trường chuẩn quốc gia là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đồng thời cũng đạt tiêu chí về giáo dục. Hiện xã Lỗ Sơn có 2/2 trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường đã tuyên truyền sâu rộng tới phụ huynh, tới các em học sinh nắm được cái vai trò của lĩnh vực giáo dục đối với một xã nông thôn mới. Đó là chất lượng giáo dục phải được từng bước nâng lên và giữ vững trong những năm tiếp theo. Thứ hai nữa đó là các em học sinh giữ gìn vệ sinh cảnh quan môi trường từ trường học cho đến đường làng ngõ xóm. Và các em cũng chính là cái lực lượng nòng cốt để tuyên truyền tới gia đình, tới bà con nhân dân ở thôn bản mình trong cái việc làm này. Trạm y tế xã được công nhận đạt chuẩn quốc gia.
số hộ sử dụng điện thường xuyên và an toàn đạt 100%. Đặc biệt về nhà ở dân cư, với sự vào cuộc của các cấp ngành, Lỗ Sơn đã xóa được 115 nhà tạm, dột nát. Đến nay, xã không còn nhà tạm, nhà dột nát. Toàn xã có 698 trên 815 nhà ở đạt chuẩn, chiếm tỷ lệ 85,6%. 100% xóm có nhà văn hóa và trang bị đầy đủ các công năng, nên mỗi lần tổ chức hội họp đều thuận tiện, thực sự là nơi để nhân dân sinh hoạt, gắn kết cộng đồng. Thành tựu đạt được từ chương trình xây dựng nông thôn mới ở Lỗ Sơn còn thể hiện rõ qua sự chuyển biến tích cực của người dân trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Thay vì thụ động trong phát triển sản xuất, người dân đã chủ động tìm hiểu thị trường, lựa chọn và đưa các cây con phù hợp vào sản xuất, từ đó nâng cao hiệu quả kinh tế. Gia đình ông Đỗ Văn Hải, xóm Tân Lập, là một trong những hộ gia đình đã vươn lên thoát nghèo nhờ sự nhạy bén nắm bắt nhu cầu thị trường, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất. Với tư liệu sản xuất là đất màu, đất ruộng, gia đình đã chuyển đổi sang trồng mía với 3.000 m², trồng 2.500 m² bí lấy hạt và trồng các loại cây trồng ngắn ngày, không để đất bỏ hoang, kết hợp chăn nuôi trâu vỗ béo, nuôi lợn và kinh doanh, kinh tế ngày càng ổn định. Hai năm nay thì cũng được cái công ty thì cho chuyển lại cái cây lấy hạt, gia đình chuyển đổi lấy cây lấy hạt một nửa diện tích của nhà. Bên công ty thì cũng ủng hộ mình đầu tư hết rồi, bây giờ mình kỹ có chăm sóc tốt là mình được hưởng nhiều đó. Việc các công ty hỗ trợ người dân về giống, phân bón, vật tư, kỹ thuật và bao tiêu toàn bộ sản phẩm cũng là một lợi thế để người dân phát triển sản xuất. Đơn cử là việc trồng bí lấy hạt. Với khoảng diện tích gần 20 hectare, bình quân trồng một vụ 6 tháng, với 1.000 m² sẽ thu được 25 kg hạt, giá bán 800.000 đồng trên 1 kg. Người dân thu về 20 triệu đồng trên một vụ, cao gấp nhiều lần so với cây lúa. Cùng với lĩnh vực trồng trọt, kinh tế Lỗ Sơn ghi dấu ấn với nhiều mô hình nuôi thủy sản và chăn nuôi hiệu quả, đặc biệt là mô hình nuôi lợn thảo dược. Với việc sử dụng thức ăn chủ yếu cho lợn bản địa là rau rừng, cây chuối, bã rượu, ngô, khoai sắn, kết hợp với các loại cây thảo dược như trà khổng lồ, hoàng ngọc, khổ sâm, rau máu, lá sim, lá ổi, giúp lợn khỏe mạnh, chất lượng thịt thơm ngon hơn, được thị trường rất ưa chuộng. Theo cái địa bàn nó thích ở cái đồi núi ấy, thì trồng chỗ nào cũng được, trồng chỗ đồi cũng được, mà trồng chỗ bừa bãi cũng được, là rất là dễ trồng. Thì cái này nó là rất là tốt cho đường ruột của con lợn, kháng được cái bệnh đi ngoài của lợn, đỡ phải dùng kháng sinh. Tuyên truyền cho chị em là cũng nên nuôi cái lợn này. Thời buổi này kể cả từ người dân đến khách hàng thì ai cũng muốn cái sản phẩm sạch ấy, thì cũng bảo là chị em nên nhân rộng mô hình. Ngoài ra, người dân còn tận dụng diện tích mặt nước để nuôi trồng thủy sản. Lỗ Sơn cũng là địa phương có lễ hội đánh cá suối tháng 3 truyền thống, nhằm giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Kêu gọi nhân dân biết trân trọng, giữ gìn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, khơi dậy và thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, tạo khí thế thi đua phấn khởi trong cán bộ và nhân dân. Bên cạnh đó, trên địa bàn xã, nhiều mô hình sản xuất kinh doanh, dịch vụ được xây dựng và mang lại hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Nhờ vậy mức sống người dân ngày càng được nâng cao. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt hơn 41,6 triệu đồng trên người trên năm. Tỷ lệ hộ nghèo còn 10,671%. Bức tranh nông thôn mới Lỗ Sơn còn được tô điểm bằng các mô hình hay, cách làm tốt như nhà sạch, vườn đẹp, ngõ xóm văn minh, đoạn đường ngõ phụ nữ nở hoa, đoạn đường thắp sáng đường quê, phong trào hàng cây xanh. Từ đó, từng bước cải thiện điều kiện sống cho nông dân vùng nông thôn. Đời sống văn hóa tinh thần của người dân được nâng lên. Tỷ lệ hộ dân tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao ngày một tăng cao. Năm 2022, 6 trên 6 xóm đạt văn hóa. 89,8% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa. 95,7% hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh. Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo ba sạch đạt 95,7%. Mặt khác,
tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã trong nhiều năm qua luôn được đảm bảo bình yên. Nhân dân phấn khởi đoàn kết, xây dựng nếp sống mới văn minh, song vẫn giữ được những giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Từ chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới ở xã Lỗ Sơn đã rút ra được những kinh nghiệm quý báu. Kinh nghiệm này không chỉ có ý nghĩa trong giai đoạn hiện nay, mà còn là bài học quý để vận dụng thực hiện trong giai đoạn tiếp theo, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Chúng tôi nhận thấy là cần phải làm tốt công tác tuyên truyền vận động để nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân thấy được cái tầm quan trọng của xây dựng nông thôn mới, thay đổi cái nhận thức, tránh cái tình trạng là trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước. Phải thực hiện tốt các cái văn bản, các cái hướng dẫn của cấp trên, phải làm tốt công tác xã hội hóa để xây dựng các cái tiêu chí nông thôn mà không nằm những cái nhóm mà được nhà nước hỗ trợ. Cái nữa là phải làm tốt cái quy tắc dân chủ, công khai minh bạch trong thực hiện, đồng thời là tăng cường công tác kiểm tra giám sát để kịp thời phát hiện và uốn nắn những cái lệch lạc, tạo được cái niềm tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt các cái mục tiêu đề ra. Đến xã Lỗ Sơn vào những ngày này, một màu xanh ngát phủ khắp cánh đồng. Cùng với đó là niềm vui rạng rỡ của người dân trong không khí xã nhà đón nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đây sẽ là động lực, bước đệm quan trọng để xã tiếp tục vươn lên, đạt những kết quả cao hơn nữa trong tương lai. Hướng tới xây dựng quê hương thực sự giàu đẹp, văn minh, trở thành vùng quê đáng sống và đáng tự hào